Mày nghĩ sao hả? Một người khác sẽ rất mừng cho cháu đi. Mẹ cháu, cháu sẽ đi báo cho mẹ biết. Gặp mọi người sau nhé. Tạm biệt bây giờ. Đi vui nhé. Tạm biệt. Tôi ước được trở thành một nàng tiên cá. Đi thôi nào. Rất vui được gặp lại mọi người. Xin chào. Xin chào mọi người. Chúc mừng.